Ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế với những lời dạy quý báu. Chính vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, năm 1985, Đảng và nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày thầy thuốc Việt Nam. Sự kiện là dịp để cả nước tôn vinh biết ơn đến các y bác sĩ, nhân viên và những người công tác trong ngành y tế. Giống như những chiến binh dũng cảm từ những cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có nhiều cán bộ và nhân viên ngành y tế có mặt trên khắp các nẻo đường để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Bác sĩ Vũ Văn Cần, người anh cả của ngành quân y Việt Nam, là người tổ chức và chỉ đạo các lực lượng quân y tham gia phục vụ trong tất cả các chiến dịch lớn của quân đội. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được bổ nhiệm làm cục trưởng cục quân y đầu tiên liên tục trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy chỉ đạo tổ chức bảo đảm quân y cho chiến đấu là một cục trưởng tận tụy hết lòng với công tác y tế nước nhà ông là người được trung ương đảng tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách chăm sóc và cứu chữa bệnh tình của chủ tịch hồ chí minh Bên cạnh nhiệm vụ cứu chữa thương binh, các y bác sĩ còn miệt mài nghiên cứu, bào chế ra các loại thuốc trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Nhiều loại thuốc ra đời phục vụ chính cho công cuộc chữa lành vết thương, như bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã điều chế thành công bột tomicin, một chất kháng sinh dùng để chữa các vết thương nặng. Nhờ có những sáng kiến hữu ích giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian và công sức cho nhân dân đất nước cho đến thời bình. Họ tham gia vào công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, phát triển ngành y tế nước nhà, phát triển nghiên cứu khoa học và cứu chữa người bệnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Còn nhớ trong những ngày cả nước phải oan minh chống lại dịch COVID-19, đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn đối với ngành y tế Việt Nam. Nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, nhân viên ngành y tế, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, được nhân dân ủng hộ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực và đến giờ COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B đã ghi nhận sự thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch. Ngoài ra, ngành y Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật tiếp tục làm chủ, hoàn thiện, đưa nhiều kỹ thuật y học đạt tầm thế giới, thực hiện chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chuẩn đoán và điều trị. Tất cả những thành tựu trên đều là sự nỗ lực và đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, những người công tác trong lĩnh vực y tế nước nhà. Những đóng góp to lớn ấy đều được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, được nhân dân trân trọng và tin yêu, được đồng nghiệp, người dân trong nước, khu vực và quốc tế đánh giá cao.